Hôm nay trong cái chuyến đi công tác về huyện Đông Hải Bạc Liêu thì Tuấn có ghé thăm một người anh đã liên hệ về Tuấn làm theo cái quy trình AC79 nuôi tôm sú da quá mơ na bằng cái thức ăn tự nhiên và anh nuôi rất là hiệu quả, đặc biệt là tư vấn hỗ trợ anh xử lý gông, vì trước đây gần 2-3 năm trời là anh xử lý gông không được và nuôi không có hiệu quả, chậm lớn. Sau khi Tuấn chia sẻ và Tuấn hỗ trợ thì anh đã đi diệt được gông và làm rất là hiệu quả. Thì trong cái chuyến đi thực tế này, Tuấn có gặp một số bà con để cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm nuôi tôm là cách diệt gông, rồi cách diệt sứa phát sáng, gây thức ăn tự nhiên, xử lý đáy ao, xử lý tôm chết gãy gáp, vân vân. Thì qua đó bà con cũng nắm bắt được để mình có một cái kinh nghiệm nuôi tôm được tốt nhất. Thì sau khi chỗ anh Cương Đông Hải Bạc Liêu đã áp dụng thành công cái mô hình nuôi tôm mà Tuấn đã tư vấn, thì Tuấn cũng nhờ anh chia sẻ lại một số cái kinh nghiệm để bà con mình nắm bắt. Anh Cương á, cho em hỏi anh Cương, cái khi mà anh Cương điện lên em á, là nói là cái vấn đề mà gông chung du mình á, nhiều mấy năm nay mình chưa có cách giải quyết, rồi nếu mà mình xài thì nhiều khi mình sẽ ảnh hưởng tôm á. Nhiều người ta nói để cho gông á, để tôm mau lớn, rồi em có khuyên anh á, ví dụ gông ít thì cũng sao, nhưng mà nhiều quá nó lấy oxy nè, rồi nó làm mất màu, cũng như trong nước, rồi giảm thức ăn tự nhiên, tôm nó sẽ chậm lớn hơn. Rồi sau khi em tư vấn và hướng dẫn anh diệt gông, anh thấy nó hiệu quả như thế nào? Thì báo với anh Tuấn thì cái đợt rồi là em thả con tôm của chú Dương Hùng, nó là lúc đó là ngay nước ngọt, mà năm rồi anh biết rồi, cái mùa nước ngọt là nó kéo rất là dài. Đó, sau khi mà mặn lại thì là gần Tết rồi. Mà cái lúc đó là con tôm là lúc đó em thả của chú Dương Hùng là khoảng tầm hơn 2 tháng rồi. Nhưng mà nó rất là nhỏ, nó bằng khoảng ngón tay út hoặc ngón tay danh của mình thôi. Đó, nhưng mà em kiểm tra đi lại là trong vòng một tháng đó, em gọi tới gọi lui thì nó cũng vậy, nó không lớn. Lý do là gông quá nhiều. Đó, lúc đó thì em mới tức quá, em mới hỏi anh là lý do tại sao mà nuôi con tôm nó chậm lớn quá. Chậm lớn thì anh mới hỏi là tại sao mà chậm lớn vậy, là trong vuông có gông hay không. Em mới nói là gông rất nhiều. Thì anh mới chỉ em đánh diệt gông. Thì sau khi mà em đánh diệt gông thì báo anh Tuấn là nó hiệu quả trông thấy. Sau khi đánh diệt gông xong rồi là con tôm lớn. Lớn thì độ chừng là khoảng vừa hết cái tháng chạp mà qua đầu tháng giêng vừa Tết đó, là con tôm em nó về xây hàng 20+ ký. Nó dần dẫn tới bây giờ là 10+ ký luôn, là nó ổn định. Cái thứ nhất là nó ổn định về cái lượng bắt. Cái thứ hai là nó ổn định về cái vấn đề là chỗ sản lượng. Đó. Cái thứ ba nữa thì bây giờ là tôm tiếp tục em thả, sau đó thì em thả được cái con mà SCC 39 của công ty đó, thì kể như là sau khi mà em thả đó là được, bây giờ là hiện nay là được 2 tháng rồi. 2 tháng là thả hồi hôm là gầm tháng giêng, mà bữa nay đó là bữa nay là 19 là tháng 2 đó, là tháng 2 nhừng đó, là chạy ra được mới có 2 tháng 2 tháng 4 bữa thôi, nhưng mà bây giờ là con tôm về xây là 36+ ký. Nó đạt nhiều đấy, con đó là cái lột đó đạt nhiều, cái loại mà nó vượt đàn là 36+ ký. Ngoài ra thì nó có cũng một số là con là khoảng tầm 40+ ký cũng có, nhưng mà rất là nhiều, số lượng là nhiều, số lượng rất là nhiều. Bây giờ thì cho nên em mới coi như là tiếp tục xài cái men SCC 39, cái men đó để mình ủ với mặt đường với cám heo ăn, thì coi như là ủ sinh ra con cà ghiêu rất nhiều. Dung em thì nãy anh Tuấn cũng có kiểm tra cà ghiêu rất nhiều. Anh đánh giá là cái men đó là nó hiệu quả có vật không? Đúng rồi, cái men đó là đánh, là khi đánh xuống là mình kiểm tra bằng vật là có rõ ràng, chứ không phải nói mà cái kiểu mà coi như là nói mà trước đây một số cái dòng sản phẩm khác nó là giờ đánh ra thức ăn tự nhiên ra đồ này kia, nhưng mà mình kiểm tra không thấy. Còn cái này là mình thấy rõ ràng, rõ rệt. Còn cái màu nước như đáy ao nó sạch nha. Đáy ao tốt, màu nước rất là ngon. Màu nước nuôi rồi rất là chuẩn luôn, đặc biệt là không phải riêng con cua không. Ê, con tôm không, mà con cua nữa. Cua ok luôn. Con nào nấy là kể như là năm nay tôi nói thật sự là cua tôi là có những con là cái ký ngoài có. Có. Tôi bảo lắm nha, tôi bán là có những mà thường thường là nếu mà cái tầm chung mà cua y đấy không, là nó về khoảng là từ nửa ký trở lên rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Sau khi mình xài gông với mình gây mồi được tốt rồi, thấy hiệu quả ghê ha. Hiệu quả rất là tốt, cho nên là tôi đang là rất thích tôi làm mô hình này. Để làm sao là rồi bên cạnh đó thì với cái việc mà để làm cho bà con có thêm là cái mô hình tốt, thì mình nên là
khuyến cáo cho bà con cùng nhau để mình sử dụng để làm sao để cho bà con có hiệu quả. Quá trình diệt gom anh thấy nó chết từ từ, nó có ảnh hưởng gì tôm không? Dạ báo anh là ổn định, không có tôm là cả như là không có gì luôn. Vậy trước đây sao mình không diệt cho nó chết, mình để mình nuôi để nó chậm lớn làm gì anh? Tại vì lúc đó là cái thứ mình không biết. Cái thứ hai nữa là mình nghe một số cái người mà kiểu như ở trong xóm, mấy ông mà nuôi tôm đồ đó, mấy ông nói gông có gông mà nuôi nó trúng, còn diệt gông không có gông rồi tôm thất đồ này kia. Mình cũng ngại, mình sợ diệt chết gông rồi con tôm mình không trúng thì sao. Nhưng mà nó cái này là ngược lại rõ ràng. Sau khi mà anh có chia sẻ cái việc đó thì em làm thì thấy là nó diệt gông là có hiệu quả liền. Khuyên bà con thì nói chung nếu mà mình gông quá nhiều mình nên để gông, hay mình xử lý gông để cho tôm mình nó phát triển. Nếu như vuông tôm của bà con mà để gông nhiều thì tôi khuyên là nên diệt cho bớt gông đi. Ít ra thì trong vuông mình có khoảng chừng 20% là có gông thì được, còn không mình diệt hết rồi mình cấy lại thức ăn tự nhiên, mà có thức ăn tự nhiên là ok. Trong vuông mình là nó không thiếu thức ăn thì con tôm mình nó sẽ nhanh lớn. Bị gì là thực tế là tôi đã làm, tôi thấy của tôi là tôi diệt sạch luôn, diệt gông sạch luôn. Diệt sạch gông luôn. Dạ. Rồi cảm ơn anh cũng chia sẻ. Rồi những cái kinh nghiệm quý báu thì nói chung sẽ giúp ích những quý bà con mà đang gặp khó khăn về gông cũng như là cũng gây mồi tự nhiên để cho con tôm nhanh lớn. Thì chúc anh thành công cũng như là sau này bà con xung quanh á, nếu mà có gặp phải tình trạng gông á, anh cũng tư vấn hỗ trợ để cho bà con mình nó được hiệu quả hơn. Rồi vừa rồi anh cũng có tư vấn thêm ai không? Có, tôi tư vấn có rất nhiều người đã sử dụng sản phẩm diệt gông của 3979 mình nữa. Báo với anh là khu vực này luôn, là có huyện ở An Trạch có, Định Thành có, thuộc về huyện Đông Hải của mình. Thì báo danh là đa số bà con là ok hết, là sau khi mà xử lý diệt gông là rất là hiệu quả, người ta rất là phấn khởi. Bây giờ hiện tại là có một số nơi khác cũng liên quan ở bên Trái Gai, người ta cũng liên hệ em để coi như tìm hiểu để làm sao em tư vấn để tiếp cho người ta diệt gông tiếp tục. Để có một số người là gông nhiều quá người ta nuôi tôm không được, người ta mới nhờ. Tại vì em cũng đang làm chương trình đó. Thì một vấn đề là gông nè, hai ốc đinh nè, ba là phèn nè, bốn là sướng sáng nè, năm là gây mồi tự nhiên. Đúng rồi. Sáu là xử lý đáy ao tôm chết gãy gác cũng như là cái đốm trắng đỏ thăng đó. Thì anh tìm hiểu những cái clip em chia sẻ đó, thì cố gắng thì mình sẽ làm theo, thì em bảo đảm anh đó là nó sẽ thành công rất là cao đó. Rồi. Để mình giúp rất là nhiều bà con mình nuôi tôm trên hiệu quả. Rồi cảm ơn anh Cương ha. Dạ. Giúp anh gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn.